xuyên rực ma thú, một con rồng áo long. À, cũng chẳng biết review cái này thì tại vì mình không chơi game này mà, nhưng mà bạn ấy nhờ thì thôi là giúp đỡ anh em vậy, mình không biết là review cái gì này cho nó hợp lý. Đấy, đại loại là có những cái này thôi. Còn chắc là chức năng thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà thực sự là thế kỷ bây giờ năm 2020 rồi, cái gì cũng thế. Cái gì mà cổ quá thì nó không hay, nó phải đổi mới một chút. Cái này là tờ server này là thuần cổ này, cổ xưa xưa lắm. Nhìn đồ tế quá, anh cũng thử đam cái xem nó như thế nào nào. Không biết là như thế nào ấy, cái chơi bơ này. Yeah.